Trước những lùm xùm liên quan đến câu chuyện pháp lý của một số nghệ sĩ gần đây, ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã có những chia sẻ. Thú thật tôi khá buồn vì thời gian qua, giới nghệ thuật biểu diễn xảy ra quá nhiều lùm xùm. Chuyện của một số cá nhân vô tình làm cho giới nghệ sĩ bị vạ lây. Chưa bao giờ công chúng lại mất lòng tin ở nghệ sĩ nhiều đến thế và cũng chưa bao giờ giới nghệ sĩ lại dễ bị tổn thương đến thế. Bất kỳ ai đều có thể nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ mình một cách chính đáng, thay vì đôi co qua lại trên mạng xã hội. Người ta ném cho mình 10 câu, mình ném lại 8 câu, rồi lời qua tiếng lại thành phơi bày khuyết điểm của chính mình. Tôi rất mong những lùm xùm nhanh chóng khép lại bằng những giải pháp hợp tình hợp lý. Dù là chuyện đời tư hay chuyện từ thiện thì cũng không nên gây xáo trộn cho xã hội cộng đồng, nhất là khi dịch Covid-19 vẫn đang căng thẳng. Việc đâm đơn ra tòa của một số nghệ sĩ gây nên những xáo trộn không đáng có. Về điều này, ông Hướng Dương cho rằng, trong việc này khi mọi sự trắng đen vẫn chưa rõ ràng thì nói gì lúc này cũng đều rất nhạy cảm. Tôi không đứng về phía nghệ sĩ, cũng không đứng về một bộ phận cộng đồng. Cái gì đúng thì mình nhận, cái gì sai thì mình phê phán. Có điều rằng những lùm xùm liên quan đến giới nghệ sĩ kéo dài đã khiến cho đời sống xã hội xuất hiện nhiều luồng dư luận tiêu cực. Chính những ý nghĩ tiêu cực này làm cho lòng tin bị xói mòn và nhiều giá trị bị đảo lộn. Theo tôi, đã làm nghệ sĩ thì cần phải có khán giả. Một khi mà khán giả đã mất lòng tin thì mình sẽ rất khó khăn trong việc tìm lại chỗ đứng trong nghệ thuật. Người ta có thể bỏ qua cho mình một lần, hai lần, nhưng không thể bỏ qua nhiều lần. Nhiều người trẻ hoạt động nghệ thuật ngày nay hơi ảo tưởng về sức mạnh của mình. Họ tự cài đặt mình theo một chế độ đặc biệt không ai được đụng vào. Họ chỉ thích khen mà không thích chê. Ai chê lại phản ứng gay gắt. Họ bỏ qua mất sức mạnh của cộng đồng và ngồi lên trên tiếng nói của cộng đồng. Tôi thấy việc này không đúng chút nào. Ông cũng nói về bộ quy tắc ứng xử dành cho nghệ sĩ sắp tới sẽ được ban hành, góp phần siết chặt hơn các hành vi ứng xử của nghệ sĩ trên không gian mạng. Bộ quy tắc này yêu cầu các nghệ sĩ phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động nghệ thuật và đời sống xã hội. Ngoài ra, 5 điều quy định rõ quy tắc ứng xử của nghệ sĩ trong hoạt động nghề nghiệp, ứng xử với đồng nghiệp, ứng xử với công chúng, ứng xử trong công tác xã hội và ứng xử trên báo chí, truyền thông, mạng xã hội. Đây là barem mà các nghệ sĩ phải nhìn vào để điều chỉnh lại hành vi ứng xử của mình, chứ không phải quy định mang tính pháp lý để có chế tài xử phạt. Trong bộ quy tắc này, việc giữ gìn đạo đức, hình ảnh, tác phong, uy tín phù hợp với các giá trị chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa được nhấn mạnh. Có thể bộ quy tắc này không thể triệt để 100% nhưng cũng sẽ là nền cơ sở để giảm bớt các lùm xùm trong giới nghệ thuật biểu diễn. Trước đó, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long cũng nhận định, nhìn lại lịch sử hoàn toàn có thể thấy nhiều việc mà nghệ sĩ đúng về mặt pháp lý nhưng lại không được công chúng đồng tình. Việc Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga hầu tòa là một ví dụ tiêu biểu. Họ sẽ khôn ngoan hơn khi xử lý truyền thông trước và làm cho dư luận đứng về phía họ. Khi đó, họ kiện thua, dư luận sẽ không quan tâm tới cái thua đó lắm. Còn nếu họ thắng, đó sẽ là một chiến thắng giòn giả.